Nên là đấy là một cái thực tế đấy nha các chị nhá. Sang bên Mỹ này này, các chị không thấy người ta túm năm tụ ba nhiều chuyện đâu các chị. Cái này em nói thật. Em sang 2 tháng em lựa, em không bao giờ thấy các nhân viên ở siêu thị. Tại vì em chỉ có đi siêu thị và đi chợ, đi một số quán ăn thôi đúng không các chị. Em chẳng bao giờ thấy nhân viên túm năm tụ ba để tám chuyện. Em cũng không thấy những người làm cái công việc vệ sinh ở những cái siêu thị từ trong ra ngoài, người ta tụ tập nói chuyện. Tất cả những nhân viên nhân lực bên này, người ta đi làm, họ đều đi làm độc lập. Ví dụ kiểm tra cái độ lạnh, độ tươi của đồ ăn trong siêu thị, họ tập trung việc của họ, họ vận chuyển không nói chuyện. Nhìn ở, ví dụ đơn giản như đi cái Costco đấy, nó có cái quầy mà bán đồ ăn sẵn đấy, ở bên trong á, không bao giờ các chị nhìn thấy nhân viên nói chuyện với nhau. Tất cả họ làm rẹt 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 rẹt, là theo cái lệnh order. Ai biết thịt người đó, thằng làm rau, thằng làm thịt, thằng bốc là bốc, thằng bê là bê. Không thằng nào nhiều chuyện, thằng nào không bao giờ có chuyện thấy nhân viên nói chuyện với nhau. Cái này là rất rõ ràng. Ra cho tính tiền, nó có cột tính tiền tự động, là mình tự chịt vào từng món mình tính. Hai lần tính quầy, hai quầy cạnh nhau cũng không bao giờ thấy nhân viên tính tiền nói chuyện với nhau. Tại vì hầu như ngày nào em cũng đi chợ, chẳng mua cũng đi thích nhòm vậy đó, thích nhòm nhòm, đi để nghe, đi ra siêu thị nghe người ta nói chuyện, người ta đọc, nói. Như khi mình hỏi, giống như hôm qua hỏi bơ, hỏi về bơ, hôm nay đi hỏi về đậu phụ, đậu hũ, có đậu hũ nhân thịt, có đậu hũ này đậu kia, đi hỏi vậy đó. Thì mình mới thấy rằng là gì, cái bên này người ta tập trung công việc, việc của họ. Có thể do cái thói quen của họ từ lúc nhỏ, họ đi học, họ đi làm, họ tập trung việc của họ, họ không có bàn chuyện của mình, không tám chuyện. Nên chính vì thế bên này không thấy những cái sự gọi là ngồi đàm tiếu. Ngồi đàm tiếu là không. Đó. Còn mình thì sao, mọi người cứ để ý mà xem. Đi siêu thị nha, cái người mà đang làm bọc rau phải nói với sang cái bà bọc lọc thịt. Cái ông đang đứng tính tiền phải nói với ra cái ông vệ sinh. Còn bên này, nếu như cái người mà đang tính tiền cần support, take care cho cái người mua, ví dụ một người già, thì họ sẽ đi thẳng ra cái chỗ mà cái người take care, ví dụ như bảo vệ chẳng hạn, support đấy. Hết cái ông này, hết cái bà này, không có gọi với bao giờ. Cái tác phong công việc họ vậy đó. Cái này không phải rằng là mình đi Mỹ 2-3 tháng mà mình lại chê quê mình, không phải là mình chê, mà mình đang nói cái góc độ thói quen công việc của họ. Mình sẽ không thấy việc túm năm tụ ba nhiều chuyện. Ngay cả khi vào những cái trung tâm thương mại mà có cái gọi là PG à, người đứng của cái nhãn hàng ấy, họ cũng không có nói nhiều chuyện với cái thằng nhãn hàng bên cạnh. Họ tập trung, họ đứng để họ quan sát khách hàng nào để ý hàng của họ, họ tư vấn take care. Thì cái đấy là những cái mà mình nhìn nhận được rằng là à, cái đất nước họ phát triển thì từ những cái công việc, quan điểm về làm việc của họ cũng rất là nghiêm túc. Còn mọi em ở Việt Nam em đi làm cũng nhiều chuyện gì vậy con gái yêu? Em đắm không này nhỉ? Hôm qua con gửi dầu tại cho hôm qua có tí thể dục. Mỗi nơi có một cái hay riêng thôi. Như vậy ra đường không may làm sao thì người ta cũng kệ thôi, không được như người Việt mình. Đấy là em nghĩ thôi, Vicky ạ. Người Việt mình ý, khi xảy ra chuyện gì em tưởng người Việt mình giúp mình à? Người ta đứng quay phim chụp hình đăng YouTube thôi em à. Bao nhiêu những vụ tai nạn, bao nhiêu những vụ tai nạn người Việt của mình bỏ bê, bao nhiêu những vụ đánh ghen người Việt mình thay phiên nhau quay up lên YouTube và top đăng lên Facebook, bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra người Việt mình tận tình dám giúp đỡ. Vì thủ tục của nhiêu khê quá em ơi. Em có đi giúp người ta ở Việt Nam không? Chị này bị rồi, bê vào bệnh viện rồi nè, bê vào bệnh viện rồi nè.
Nhưng may là tỉnh táo, từ phút ban đầu phát hiện ra cái người đó ở ngay cái đường Nguyễn Khoái nhà tôi đây. Tôi đi nhậu về ban đêm, cái chú đó bị ngã xe bê lết, máu mê bê bết. Ngồi dậy tỉnh táo, tôi đi về đây tôi sẽ cúp nè. Việc đầu tiên tôi quay lại rồi tôi gọi bắt cái taxi giữa đường, rồi gọi công an phường, bởi vì tôi thân công an phường nhà tôi, ra hỗ trợ giúp đỡ. Rồi những cái thủ tục nhá, những cái thủ tục để mà cho người ta nhập viện ý, nó cũng nhiều khê lắm bạn ơi. Chứ đừng nghĩ rằng là giúp đỡ này kia. Này tôi nói các bạn nghe này, cái việc đầu tiên của một cuộc, một cái tai nạn xảy ra nhá, đa phần tôi đang nói ở cái vùng xô bồ Sài Gòn nhé. Có viên hồng kích trắng, có chị Nguyễn Nam Anh inbox em Diamond White chị. Này là hôi của một vụ tai nạn xảy ra, mà người bị tai nạn bất tỉnh nhân sự, mẹ, việc đầu tiên tôi nhìn thấy là bọn hôi của nhá. Tôi nói cho bà thấy luôn. Đi mẹ bạn tôi mấy người kia kìa, ngã xe bất tỉnh một cái, bà mẹ mà nhấn kim cương với đồng hồ này, ví bay luôn, nhanh như một cơn gió. Ôi dồi ôi, giúp nhiều lắm. Cái gì cũng có mặt xấu mình. Cái này là tôi nhìn thấy đa phần đấy các chị, chứ không phải tôi nói tất cả nhé. Thử người chở hàng chở đồ mà rơi cái bụp một cái xem, đổ đống hàng xuống xem. Cái người hôi của thì lắm, cái người giúp đỡ gom lại thì ít lắm các bạn ơi. Nên là đừng mình cái gì. Này thà ở bên này, bên này người ta sẽ không đụng vào bạn, đây bạn đi bệnh viện đâu ạ. Tại vì đó là nguyên tắc họ được dạy từ khi bằng con kiến. Thấy người khác bị tai nạn là không được đụng vào người đó. Việc đầu tiên gọi 911 ạ. Bên này người ta gọi 911, người ta không bê bà đi bệnh viện. 911. Và bên này 911 còn đi phi đến như một cơn gió. Vào bệnh viện đấy, đầu tiên là người ta cứu bạn đã. Cái này là bạn bè tôi nói nhá. Bạn bè tôi ở bên này trước. Bạn bè tôi đã trải nghiệm rồi. Đã trải nghiệm rồi. Là khi gặp vấn đề đưa vào bệnh viện, việc đầu tiên người ta cứu chữa đã. Còn ở mình đầu tiên này, cho vào cấp cứu, đo nhịp tim mọi thứ, sau đó là oxy oxit cũng giúp đỡ rất nhanh. Nhưng mà đến cái đoạn mà chuẩn đoán an toàn rồi ấy, mà để quyết định là mổ hay không mổ ấy, là phải tìm người nhà, xem người đó có bảo hiểm hay không. Tại vì rõ ràng là mình không có nhiều những khoản chi trả cho những cái đoạn đó, thì hiển nhiên đó là điều bắt buộc rồi. Còn bên này người ta gọi 911 các mẹ ạ. 911, công an, cấp cứu, hay là 115 gì đấy, đại loại đó. Ở bên này người ta không có giúp mình theo kiểu người ta bấy mình bệnh viện đâu các bà. Không, người ta không đụng vào mình luôn. Và cái này là chồng em dặn luôn, gặp sự va chạm tuyệt đối không lại gần, không đứng gần. Nếu có lòng tốt bấm gọi 911, nói ta đang ở chỗ này, có vụ va chạm xảy ra, có người bị tai nạn, Mày đến đây giúp đỡ. Không đụng, không gần. Không phải như ở bên mình đâu, phi mẹ vào nhấc lên xem mày có làm sao không. Mẹ bên này nhá, mà camera ghi lại mẹ, cái người nhà của người ta mà bị nằm ngã đó ấy, mà vì mày nhấc nó lên nó đứt động mạch chủ, mày chết mẹ mày đấy. Thôi con này các mày ở đâu âu đấy. Bên này mà tai nạn ô tô, mà tai nạn giao thông là chỉ có chết, vì xe đi như một cơn gió. Và người ta đi rất đúng luật, sai một cái là ra khơi. Sớm thế mày, 10:30 à? Thì mẹ ăn trước đi. Mẹ không ăn trưa à? Không, con của mẹ có ăn trưa mà. Có chứ. Nó ăn mấy cái gì đó. Các bà công nhận không? Thôi. Còn ở Việt Nam mình mấy vụ đánh ghen với nhảy cầu, mẹ các bà đứng lại xem đông vãi đái ra. Nhiều khi tôi không hiểu vì sao nhé, những cái vụ việc nhảy cầu tự tử, công an người ta đến giải quyết rồi, các ông các bà cứ đậu mẹ trên cầu để xem cho tắc đường. Rồi tai nạn xảy ra đắp chiếu, đắp cái chiếu là chắc chắn chết rồi. Thì đi mẹ đi. Không, phải dừng lại. Thảo chết đây. Chết quê ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Có vợ con gì không? Để đánh đề.